Bên cạnh cái lợi thế đấy thì một cái thách thức. Một cái thách thức lên thế này này. Đã nhiều loại hình văn học nghệ thuật, kể cả báo chí, kể cả các cái công trình nghiên cứu khoa học thì đã viết về bạn, đã nghiên cứu về bạn. Thế thì bây giờ nếu như muốn có một cái tác phẩm văn học nghệ thuật mà viết về bạn ấy, thì làm sao mà nó phải có cái gì mới, và đặc biệt là phải tạo được cái cảm xúc ở nơi cái người tiếp nhận, tức là công chúng ấy, họ phải có cái cảm xúc, họ thấy thích cái tác phẩm này. Thế thì cái khó của cái người viết này, kể cả về sân khấu, kể cả về văn học ấy, là nếu như mà anh ấy, mà chép lại cái lịch sử, cái tiểu sử của bác ấy, và gia đình bác thì là thất bại. Cái đó để cho các nhà sử học ra. Cái nhà văn ấy, cái nhà biên kịch ấy, thì lại phải xây dựng hình tượng. Đương nhiên là những cái sự kiện lớn, những cái tình tiết mà đã gọi là lịch sử thì anh cũng phải thay đổi. Nhưng mà các cái nhân vật phụ thì anh có quyền, anh có thể xây dựng các cái nhân vật phụ. Hay là anh đi vào cái thế giới nội tâm của nhân vật. Thì đấy là sức mạnh, đặc biệt là của tiểu thuyết. Nó còn mạnh hơn cả sân khấu. Thì đấy là những cái điều mà, những cái thuận lợi, những cái khó khăn đấy. Là dường như tất cả những người viết về bác đều gặp phải. Với riêng tôi thì tôi cũng nghĩ thế này, tôi cũng có một cái, cũng có một cái may mắn hơn một chút. Thì tôi cũng vừa là nghệ sĩ, nhưng tôi cũng là người hoạt động trong cái lĩnh vực văn hóa, chính trị cũng nhiều năm. Thật ra là tôi có khá nhiều tác phẩm viết về bác, nhất là những cái bài báo mà nghiên cứu về bác ấy, khá công phu. Cho nên là khi viết thì tôi cũng có được những cái, tôi có thể nói có những cái chiếu rọi, kể cả về mặt nghệ thuật, kể cả về mặt khoa học, để mà làm trong tác phẩm của mình.